ឬយើងបន្តនឹងការដាក់បន្ទុកមកយើងទៀតបាទណាយើងដាក់បន្ទុកទៅលើ frame គឺសម្រាប់ទៅលើធ្នឹមបាទសសរហ្នឹងបាទនេះដៃតបលហ្នឹង frame បាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកនៅលើធ្នឹមបាទបន្ទុកធ្នឹមមានជាអញ្ចាំងបាទអញ្ចាំងអិតអញ្ចាំងអិត10ឆ្នាំអិត20ហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើតឈ្មោះបន្ទុកខ្ញុំចូលពាក្យថា define load pattern បាទអញ្ចឹងកន្លែង load pattern name នេះខ្ញុំដាក់ brick ដាក់ brick brick top ទៅអូខេ type នេះខ្ញុំយកជា super dead ហើយខ្ញុំចុច add new load pattern នេះដាក់ brick 20 មកបាទខ្ញុំ add new load pattern ម្ដងទៀតបាទនេះ bạn pin này hãy em chạy ok và bắt đầu tiếp nhầm cho nhầm bạc tiền phí và nhầm bạc tiền phí vận đồ mà em chạy add nhầm bạc ok bắt đầu tiếp nhầm thư nè nhầm cho rồi thua với ở đồ 3D nhầm bạc nhầm cho set display option cho biết là section rồi cô nhưng cho bà hai nhờ floor nhưng cho lại nè khi lọc chết nhí bạn tập lại và chị clo chẳng chẳng thì đã xây đi và chúng cô window thì mình đặt chia plan dù ấy vài bạn chẳng nhầm cho từ tròn ground mà nhưng thay nhầm riệp ẩn 20 chung quanh như chó mà nhưng nhóm slide viên máu mà là che của bạn này mà bắt đầu mà tiết nhóm cho từ đặt bật tốc cho cái đa dài cho là frame load distributed để biết là ắt đọc và là đặt ắt đọc môn như thế này nhưng mà mô bật tốc và ắt đọc bằng nhóm dẫn cặp phù kia và những bằng nhóm cứ bay mẹ cả lá thứ nằm cho bố thứ nấm cứ vì mình nằm mà phải thì há và nó này nhưng escape ngồi mà nhưng mà right click nữa nhưng mà data bảo vệ section property và nhóm cứ vào phải vào há hoài nằm nít cứ vào phải xài ok lấy nhóm chấp đam nhóm và mô và tục ạch sẵn chấm cặp buộc kia và nhóm cứ bay mạch cả lá nhóm cho là mưa sạp vào nhóm con sâu gà sạp vào nhóm đâm bay mưa cặp buộc kia là thơ mạch chứ nhóm ai chặt đây mình sân của bán nhóm cho phía tạp dũ measure line dimension phải mạng cả lá rồi ngôi cổ nhưng mà click edit grid data cho kia tha modify này giờ kia là spacing mà mà này phải mạng cả lá ok bắt đầu tiếp cho kia ok mà mở lấy em cho mà đạp tục nhưng chẳng cho cô thân nấm nhìn vô độ của cô thân nấm chó mà tha ạch dưỡng hiệp thầm bạc thân nấm cho mà cô thế chẳng mẹ tha cặp bộ nằm đi cặp bộ chọn đi độ cặp bộ nằm đi chào bà này ha ha thống cứ độ ha ha a này mà hai quân này kì quân này này mà này bà quân đang bật tục kilogram tấn thôi mà cái này đi chẳng đập về quân đang cặp bộ nắng với tay chia kì chia uniform luôn bà lấy thay mà đã ăn một thay môn cho bạn này control C mất bà này cho nó phát lại nhỉ bà nếu những cái mà những cái đã ăn một thay bà nhưng lại ăn một thay này bà lấy chân mất bắt đầu mà tiền chúng cho một hạt và những control V nữa
control V ba chấm pua load direction cứ nhầm vô chia gravity nhưng mà giờ gravity chạy tiếp thì của ta việc đã mùng với đã giờ object và dưỡng cứ mình men admin mùng thì nhá hơi chấm pua plot này cứ dương ai đạp tục việc chỉ thấy cáo ai đạp tục việc chia chạy con thì của bạn này chấm tục dương chia uniform chấm nhầm đạp lại đi ba ba và đó tới nhầm trong mới symbol và tốt nhầm áp thiếu window này mà thì bùa tha uniform load toa tay mới 3D bạn khơi nhờ symbol và tốt và đó tới trèo phải ba này ba đó tới nhầm mua lăng lửa nhầm select nhầm đã mà pay môn cho ba chung vào nhà kia ba chẳng tôi bây giờ select die floor vô vì ở tạo đã mà nè ô thôi nhưng select die floor cho máu mà nhớ chọn vì chọn đi mà chọn ấy cứ bây mà cả là được nghĩa nhớ nhóm cho apply vào và nhớ mà ta cứ vì ở square thì floor vì square ta frame để vì bôi cái vì bôi là dùng cho frame load và có đó như mù thì như mù làng lửa mất và nhớ nhóm ai select là chơi mất ba là này ba trong thế em cho đồ của bùa huyết ba để chia bảy mạch pi thế vậy này bảy mạch pi bố thân nấm đá dán nhóm này ăn một phay ở nhóm chỉ cần control C và ngọc hạ control V hay gì mà và trong tiết nhóm u thôi nhóm active nơi window này nó trong sim vì ở bà hai plong ở bà hai nhà bạn này và một đồng tiếp nhóm cho tới đã đọc nhóm thật là gì mất nhóm vạch nâng cả khăn ông đi mất và nhóm lại mùi nhóm rưu mùi của nhóm bật trẻ chào nhóm bật floor chó mà nhóm select tiết nhóm vô kia tha vì là property area chẳng floor đọc bay này thì giống như là chẳng mất cho đá của nhóm lại đá mà nhóm hai vị trò nhóm right click nhóm giờ biệt tha remove select from you này nhóm ai select nằm bàn đá nghề sửa nhóm adopt chúng cho tôi copy mà vào này control C và control V đấy chưa apply rồi và anh ấy dương cho lõm load pattern này load pattern nó cứ adopt đấy chứ em cho tôi lục mình nhóm select đầu biết nhóm giờ kia thật liệt và này đó nhóm đồ tục mà đó đồ khai tục nhóm select biết nhưng đã replay mình mất bạn này tôi lấy bao nhiêu mình chạy tạp lại bạn này nhưng trong show biết này show và khởi đấy giống như cho việc thả display và show object là dán chỉ frame load bạn này bắt đọc và này ok và làm thế như mua cho một cổ và nick chọn hoặc nghĩa cứ bay mẹ cả là bay mẹ cả là nhưng copy mất control C và trong tiếp nhập active lưu mà này active lưu window đi mà apply cho một hôm tiết
bạn này, những trên apply mà bạn. Ok, để trong thời gian ca đã tiếp tục frame load cứ dương đã và nắng hai bộ đồng rất dương đã một lựa đặt lên tập bộ này đã lên tập bộ ủa trong dương cho người chơi cho anh bà dương cho sẽ đi làm sân mó nhưng to thịt như chạy restrain này mà đóng chữ apply có sống tổ cho cái là visible anh ấy đã trông thân năng bật tục ở đã trông thân tâm rồ để chịu ok nếu bây giờ nhóm đọc thì anh ấy bật tâm rồ nếu bây giờ đọc thì bình và khơi bình rồi nếu bây giờ nhóm invisible mà đã ăn mình cho anh ăn mình cho anh mua mua lần đấy và nếu bây giờ nhóm đọc thì bình miền mà thì ok mà ok và trong tiết nhóm thôi cả đã bắt tục từ lời tập bộ này mà nhấn cả đã bắt tục vào nhóm cư nhóm đã bắt tục từ lời này đọc thờ này mà nhóm lại sự lưu biểu mất mưa đặt ta bảo thiểu viết cứ mà phải phép hạ quân năng pi lì bày nhấn nhóm cho tới vật cả chung bắt tục đang bây cho tới vật cả chung bắt tục nhóm cho kia thả đi phán mà lột phát thân mà lại lột phát thân này đã đi ở roof hỡi nhóm giờ bây giờ super mình sẽ add new load pattern mà trong tiết và lại load roof giờ bây giờ thả roof lại và mình sẽ add new load pattern mà nè và trong tiết giờ bây giờ ok và trong tiết nhóm cho được vào màu màu và tục đã là tập bốn này đòi nhóm rốt là lừa này mà là lừa đại nhé đại đại phật mà rập thờ vào giữa nhớ nhóm cho tới vào màu và tục là tập bốn và này này lột nhớ tập bốn và nhóm miền chia sang sấy và nhóm lột này chó nó sống tổ nguyên chỉ bướm mà nhớ cái bướm mà nhóm cứ sôn trực 4 3 kg một tấn nằm ở đấy và bắt đầu một tiền anh ấy bên tốt chia sắp phê lột bắt tay nhóm chồng lại một tốt nó chia uniform lột nhóm thử ta quân cho muốn nhóm ta tân rồng một tốt bảo vệ ta tân rồng một tốt bảo vệ cứ chia bà lọ ủa đồ bà nhóm chồng đặt liền đặt là lừa một cọt ní bộ vài như đâu mà tôi bảo biết cứ bộ vài bảo loạn như chạy dịp bí hơi nhau bảo loạn chạy dịp bí chẳng bảo loạn như bảo mạng cứ bảo loạn như cứ bảo tắt mà là xôn trình bảo mạng bảo loạn như cứ xôn trình bảo mạng chẳng mê thá nhầm gió nè côn nắng và xôn trình bảo mạng chạy nắng bí bột nắng xôn trình bảy mét và chạy những pì, bắt đầu đến chút mà nhóm đầu khnát chia kilo một tấn, không mà này không mà mày, bạn này cái bạn này, anh ấy chìm buộc bận tục khắc bường bạn để lột và lai lốt đi nghĩa bạn lai lốt nhưng do sâu và chìm buộc nhóm đã lơ lơ nhóm đã lơ rạp thế cứ sâu thì bay kilo một tấn mà kilo pascal cái mà kilo ton thằng mày đấy bạn này mình chẳng son cho mà son cho bảy và kilo nhiêu ton không mà cái và quân này cái gì anh chụp bộ lai lộ chụp bộ roof lai lộ son trên pal mẹ lượng pí bột nè son trên pal mẹ lượng pí và cái bản này nhiệm độ khả nạt nó kilo tấn không có đấy mấy kilo tấn nó mạng và nếu cứ gì
line load roof nên cái gì đó dead load roof mà nhấn nhông cho tôi này nhông cho tôi select view nhông cho tôi select raptor bao nhiêu máu đam bay select nhông ở đây select môi đào select thế nhông cho tôi select mà select tiếp property mà frame section mà này select mà này select bàn hỏi một trong tiếng do bia thả dáng và frame load distributed chẳng dùng do bia thả đi ở roof mà nhé hơi load direction nhóm cứ grab thì bởi trình của cái miền mục và nhớ nhóm cho tôi copy mà mà để load control C và control V một trong tiếng cho apply bà này bà một trăm tới những đại gì những đại roof là roof rồi bà chế nhôm copy mà này tờ xí bà control V ok một trăm tiếp nhôm toàn select thế mà đã toàn select về toàn vì ở apply thì chế nhôm vô việt tha previous select bà nên bạn apply đó nhóm apply về và bắt đầu một tiếng bắt đầu một tiếng nhóm thuê ca in là đặt về dương mơ này vì miền dương đạo về trái về mày đạo về kẹn này dương tăng về anh dương món còn tới nhóm thời ca phải đặt về mình chẳng đâm bay phải đặt về chỉ còn có và nhóm cho tới select frame section mà lệnh tăng pi tăng móc và tăng đây phần lính hình năng raptor một trong đấy em cho tôi edit edit line device và em dịch mở thì pi đi đó em chọn apply và này và tục vào dưới cứ miền riêng chạy và nhé ok ca đã bật tục nên frame mà frame load bao nhiêu cứ mình là phần nắng bạn ạ bạn